Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về một ICO là ICO HeroGo. ICO này hiện tại đang có trong web chính thức của mình là herogo.io, và trong web giới thiệu về khái niệm cũng như tính năng dấu hiệu của dự án ICO HeroGo, về thời gian phát triển cũng như đội ngũ phát triển của dự án này. Nền tảng chia sẻ ô tô phân cấp phát minh lại việc chia sẻ xe bằng các hợp đồng thông minh và blockchain. Các bạn có thể tải xuống tại đây hoặc đọc tóm tắt báo cáo chính thức tại đây. Đăng ký trước khi bán, các bạn hãy đăng ký ngay bây giờ bằng cách tham gia danh sách trắng của chúng tôi bằng cách click tại đây để tìm hiểu chi tiết hơn về dự án ICO HeroGo và tìm hiểu thêm trên các trang mạng xã hội như Twitter, Telegram, Talk, Facebook, YouTube, v.v. Về tiếp theo thì các bạn có thể thấy đây là các mức điểm của các đơn vị đánh, như là ICO Ben đánh giá 4,4 điểm, Check ICO đánh giá 5 điểm, Bitcoin Circuit đánh giá với điểm B, ICO Max đánh giá 8,2 điểm. Đây là những số điểm rất là cao khi đánh giá về dự án ICO HeroGo. Việc chia sẻ cung cấp sự tiện lợi và sự tự do sở hữu chiếc xe mà không có gánh nặng chi phí mua và bảo trì đắt tiền. Ứng dụng được phân quyền của RentGo sẽ giúp cho thuê xe và chia sẻ xe tiếp cận dễ hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn trước đây. HeroGo ra mắt tiêu chuẩn này là người đầu tiên tạo ra một đĩa app cho thuê xe chức năng tên Testnet Room. Đây là các tính năng của ICO HeroGo. Thứ nhất, về lòng tin, việc sử dụng các giải pháp nhận dạng dựa trên blockchain cung cấp đảm bảo rằng người dùng nền tảng đúng là đúng sự thật và đáng tin cậy. Nhận xét do người dùng thực hiện sẽ được lưu trữ trên blockchain, tạo ra một báo cáo không thể chối cãi về hành vi của người dùng. Về cộng đồng, Community Tech, HeroGo nhằm mục đích tạo ra một ứng dụng thực sự phi tập trung. Phí thuê bao của Google chỉ bao gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến việc hoàn thành yêu cầu việc sử dụng các hợp đồng thông minh, một mã hợp đồng chạy trên mạng Ethereum, loại bỏ gần như sự cần thiết của một trung gian và cho phép người dùng thực hiện các giao dịch thuê với sự tự tin. Sẵn sàng LT, khi xe trở thành LT sẵn sàng, các phiên bản tương lai hợp đồng thuê Go sẽ cho phép truy cập vật lý vào xe được điều chỉnh bởi quyền sở hữu của các mã thông báo bắt buộc. Trước khi HeroGo cơ cấu tập trung cam kết lên đến 35% chia sẻ dữ liệu nhạy cảm dễ bị tấn công, thiếu kiểm soát người dùng, bảo hiểm truyền thông đắt tiền, độc quyền hóa thực thể trung ương. Với HeroGo thì cấu trúc phân cấp, kiểm soát người dùng, không ủy ban, truy cập cây LED được mã hóa blockchain, thanh toán ngang hàng, kiêm phần thưởng và mã thông báo với tiền, bảo hiểm PIP phân cấp rẻ hơn 80% so với truyền thống, và khả năng di động chia sẻ tương thích. Chia sẻ xe hơi và tương lai, sự suy giảm quyền sở hữu xe hơi truyền thống đã bắt đầu với một số người sử dụng xe hơi. Chi phí mua xe và bảo dưỡng xe, tăng lưu lượng và ô nhiễm, và thiếu chỗ đậu xe là một trong những yếu tố quan trọng trong việc tiếp tục xu hướng này. Phân cấp xe hơi, chúng tôi làm cho nó tiếp cận hơn, an toàn hơn và giống như trước đây. Đây là sơ đồ về sự tăng trưởng của xe hơi, chia sẻ tăng trưởng xe hơi trong tương lai. Với từ năm 2014 có 4,94 mê xe hơi, sang đến năm 2015 là 7 mê, 2020 dự đoán sẽ là 26 mê, cho đến năm 2025 sẽ là 36 mê. Và đây là mô hình sử dụng blockchain trên dự án ICO HeroGo với 20 đối tác, 18.000 điện tín, 116 đô la công nghiệp, và AVG đánh giá với mức 4 sao. Quan hệ đối tác chính, đối tác công nghệ như Origin, đối tác công nghiệp MobiQ. Về ứng dụng thuê bao, ứng dụng HeroGo sẽ cho phép người dùng có ít hoặc không có kiến thức về công nghệ blockchain để truy cập liền mạch vào nền tảng cho thuê của RentGo và bắt đầu liệt kê các xe hoặc tìm xe ô tô có sẵn để thuê. Thẻ HGo và hợp đồng thông minh sẽ được sử dụng cho tất cả các giao dịch. Người dùng có thể chuyển đổi sang và từ các đơn vị tiền tệ khác trong ứng dụng. Người dùng sẽ có thể truy cập vào nền tảng HeroGo từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Để biết thêm thông tin về đơn đăng ký và hợp đồng thông minh, hãy xem giấy trắng của chúng tôi. Bản beta DF của chúng tôi có sẵn trên Discovery, trên demo hero.io. Còn đây là giao diện trên điện thoại với hệ điều hành iOS Alpha. Các bạn có mở khóa không khóa phân cấp. Ngoài việc chia sẻ xe hơi chuyển mà chủ sở hữu có thể sử dụng thiết bị, chúng tôi cũng có thể cung cấp tùy chọn cài đặt thiết bị. Chúng tôi đang thảo luận với các nhà sản xuất về nhà máy và cài đặt các giải pháp mở khóa. Thứ nhất, người thuê đặt thuê từ nền tảng thuê HearGo. Thứ hai, chiếc xe được trang bị DKU HearGo Kit hoặc LOT đã sẵn sàng. Thứ ba, bên thuê là thế hệ tiếp theo để chiếc xe và xe trong sở hữu của thẻ. Chiếc xe sau đó được mở khóa. Thứ tư, quá trình tương tự cũng cho phép chúng tôi khóa nền tảng của chúng tôi. Phân phối mã thông báo thì trong đó 60% cho ICO, 15% cho sáng lập, 10% cho đội ngũ và 10% ICO tổ chức tiền thưởng chi phí hợp pháp và liên kết thanh toán tư vấn dịch vụ bên thứ ba, 5% cho thuê ứng dụng chim sớm. Các mã thông báo bị khóa trong 6 tháng cho đến khi kết thúc ICO cho những người sáng lập và nhóm. Các tính năng biểu tượng là HGO loại LC20 với mũ mềm là 1.500 Ether. Giá trị ban đầu 1 Ether bằng 4.000 HGO. Token Supplicap là 100 triệu HGO với mức mũi cứng 15.000 Ether. Ngay sau đó, mã thông báo sẽ được liệt kê trên một số trao đổi điện tử. Thiết bị sẽ được công bố sau. Về lộ trình phát triển của dự án ICO HearGo thì từ quý 4 năm 2017 cho đến hiện tại năm 2018 đã khởi động việc bán mã thông báo ICO và niêm yết trên sàn giao dịch tiền điện tử. Phân phối phiên bản beta đầu tiên của ứng dụng ICO iOS US sẽ được ra mắt vào quý 3 năm 2018. Cho đến sang năm 2019 phân phối ứng dụng HearGo cho Android. Tiền thuê nền tảng Google có sẵn cho tất cả, tích hợp các công cụ LOT cho nền tảng chia sẻ hợp đồng thông minh, thí điểm mở khóa không phân cấp DKU. Gặp gỡ nhóm của chúng tôi thì đây là thành viên trong nhóm phát triển dự án ICO HearGo. Đây là đều là những thành viên có nhiều năm kinh nghiệm cũng như về khả năng sáng tạo độc đáo để có thể đưa lên sự phát triển của dự án ICO lên tầm cao mới. Về tin tức, đây là các tin tức được các trang truyền thông đưa tin về dự án ICO HearGo như là HearGo và bảo hiểm ô tô blockchain Peer. Chào mừng Alistair, thành viên của sáng lập P-Token cho đội thông báo HearGo và Hacken hợp tác công bố vân vân. Đây là các tin tức được đưa ra bởi các trang mạng điện tử đưa tin về dự án của chúng tôi. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web để tìm hiểu chi tiết hơn về ICO HearGo để xem các bạn có nên đầu tư về dự án này hay không. Và các bạn hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách điền mẫu hoặc gửi cho chúng tôi một email trên contact@heargo.io và các bạn để lại tin nhắn cũng như địa chỉ mail của mình và click tại đây. Chúng tôi sẽ gửi đến bạn những cập nhật mới nhất về mã thông báo cũng như giải quyết các thắc mắc của các bạn đối với chúng tôi. Video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ạ.